Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn giới thiệu ngôi nhà hoặc căn hộ thân thương của gia đình em. Mời các con tham khảo góc sáng tạo viết đoạn văn giới thiệu ngôi nhà, căn hộ thân thương của gia đình em. Bài làm mỗi lần tan học Em lại trở về ngôi nhà thân thuộc của mình. Nơi đây có gia đình với bao kỷ niệm. Ngôi nhà của em được xây dựng cách đây cũng khá lâu rồi. Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh với rất nhiều cửa sổ. Bao quanh nhà là hàng rào nhọn bằng sắt, chỉ có một cổng vào duy nhất. Sơn màu đen thẫm, xung quanh nhà là vườn cây với nhiều loại hoa quả. Đến mùa hè, em thoải mái thưởng thức trước sân nhà là dàn hoa giấy với những bông hoa xinh đẹp tựa như những cánh bướm căn nhà gồm có ba phòng phòng khách phòng bếp và phòng ngủ bên trong phòng khách bố em trưng bày rất nhiều đồ vật cũ xưa như chiếc đồng hồ quả lắc bộ ấm chén và những tấm ảnh gia đình qua từng năm tháng mỗi khi cả nhà rảnh rỗi mọi người tập trung tại đây để nghỉ ngơi và giải trí Khoảng trời riêng của em với góc học tập ngăn nắp, đó là khoảng không gian yên tĩnh giúp em học hành tốt. Gian bếp lưu giữ những hình ảnh đẹp của bữa cơm gia đình sum họp. Căn nhà thật ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa. Ngôi nhà mãi là tổ ấm yêu thương, chứng kiến những khoảnh khắc dù buồn vui hay hạnh phúc của gia đình em. Em luôn trân trọng điều đó và em sẽ cùng bố mẹ chăm lo cho ngôi nhà mình để nó luôn sạch sẽ. Đoạn văn giới thiệu ngôi nhà hoặc căn hộ thân thương của gia đình em đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, các bạn nếu thấy hay các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé. Cô chào các con.